Bình Minh. Đây là Bình Minh trên quê hương Đông Cường. Chúc anh em bạn bè ngày mới vui vẻ nhé. Một ngày cuối tuần tràn đầy niềm vui. Kia là nhà mới xây. Đằng đằng kia xa xa cái nhà to kia là nhà của ông chú mình. Hiện tại là bà nội đang ở đấy. Nhìn rất là đẹp. Anh thấy không? Anh em thấy cảnh quê hương Việt Nam thế nào? Mình lưu lại để sau này cho con cháu xem nếu mà có thay đổi gì. Rất là đẹp. Cảnh làng xa. Phía thằng cây kia là đằng đội 2 và đội 3. Còn phía vừa nãy là đằng đội 4 mình. Còn đây là cánh đồng của... Kia là nhà thờ đội 3 kìa. Nhà thờ đội 3 kia. Còn đây là cánh đồng Đông Khê. Và hiện diện là nhà thờ Đông Khê. Anh em xem nữa. Đấy. Đấy, nhà mình có cây dừa đây. Hướng đông này. Đẹp không? Bình minh à. Quê hương. Tiếng sáo diều. Đầu kia thì mình quay cho anh em xem gì. Còn mặt kia nhà mình. Mặt đông thì là sông. Kia là sông Diêm Hộ đi thẳng ra. Cái con kênh này đi ra sông Diêm Hộ này. Đấy. Chưa. Bên kia là mạn Đồng Tiến. Đấy. Cho anh em xem diều nhé. Đây đây là một con diều này. Ở đâu rồi? Không nhìn rõ đâu. Mình không nhìn. À, đây mình lại nhìn rồi đó. Tại phải nắng. Đây là một con diều. Kia là hai con, nếu các bạn nhìn thấy cho các bạn xem. Không nhìn rõ nó nữa, không thấy đâu. Đó, quay cảnh cả vườn lên nhà các bạn xem. Đây là vườn nhà mình. Đấy, con gà mái của mình kìa. Con gà mái sắt của mình ở dưới kia. Đấy. Thôi chào các bạn nhá. Ai mà yêu quý gọi là thích nhớ về tuổi thơ thì hãy like và đăng ký kênh của mình nhá.